Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Mỹ nhân cảnh nóng giàu có sở hữu khối tài sản đồ sộ khiến ai cũng ngỡ ngàng. Không chỉ thành công trong vai trò diễn viên, nhà sản xuất phim, Trương Ngọc Ánh còn được biết đến là một doanh nhân thành đạt với khối tài sản khủng. Trương Ngọc Ánh là một trong những diễn viên, nhà sản xuất đa tài của làng điện ảnh Việt. Xuất thân là một người mẫu, nhưng Trương Ngọc Ánh ngày khẳng định tài năng, niềm đam mê trong lĩnh vực diễn xuất. Sau loạt phim như Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên, Giá Từ Dĩ Vãng, Đồng Tiền Siêu Máu, Áo Lụa Hà Đông, vân vân, Trương Ngọc Ánh bước lên vị trí nữ diễn viên hàng đầu, trở thành gương mặt đắt giá. Đặc biệt, Trương Ngọc Ánh còn được mệnh danh là một mỹ nhân cảnh nóng, khi để lại ấn tượng và lan xả trong những cảnh quay giường chiếu táo bạo. Không chỉ thành công trên con đường sự nghiệp, Trương Ngọc Ánh còn gặt hái được những thành quả nhất định trong công việc kinh doanh riêng. Dù không có xuất thân, nhưng sự nghiệp của hiện tại, Trương Ngọc Ánh đang là một trong những nghệ sĩ sở hữu cơ ngơi đồ sộ và khối tài sản rất khủng. Trương Ngọc Ánh thành công từ vai trò diễn viên, nhà sản xuất phim đến kinh doanh ở nhiều lĩnh vực. Thành công với vai trò diễn viên, Trương Ngọc Ánh từng thử sức với vai trò là nhà sản xuất phim. Cô từng thành lập công ty TNA Entertainment và thắng lớn ngay dự án đầu tiên là Hương Ga. Bộ phim này từng mang về cho nữ diễn viên mức doanh thu tiền tỷ từ phòng vé. Trương Ngọc Ánh cũng giữ chức vụ giám đốc công ty in ấn và quảng cáo Ánh Việt. Sau đó, người đẹp chuyển công ty cho người bạn điều hành, chỉ giữ lại cổ phần trong hãng phim Thần Đồng. Cô tiếp tục chuyển sang hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản để không bị gò bó thời gian và tiếp tục kinh doanh ẩm thực. Trương Ngọc Ánh cũng sở hữu nhiều nhà hàng, từ món Ý, món Hoa cho đến một công ty chuyên nhập khẩu bột mì, vân vân. Nhiều năm miệt mài từ công việc trong làn giải trí đến kinh doanh, Trương Ngọc Ánh được cho là ngôi sao giàu ngầm của showbiz. Cô và chồng cũ Trần Bảo Sơn từng sống trong căn biệt thự rộng 500m² tại khu Thảo Điền, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là căn biệt thự hạng sang bậc nhất lúc bấy giờ, với thiết kế tinh tế và đầy đủ tiện nghi. Gia đình Trương Ngọc Ánh cũng từng sống trong căn penthouse rộng 240m² tại khu đô thị siêu sang The Malo, được ước tính có giá hơn 1 triệu USD. Ngoài ra, Trương Ngọc Ánh còn sở hữu xe sang là chiếc xế hộp dòng SUV hạng sang Audi Q7, ước tính hơn 3 tỷ đồng. Nữ diễn viên cũng là một mỹ nhân hàng hiệu với những món đồ đắt đỏ từ chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Toàn cảnh căn biệt thự đang sống của Trương Ngọc Ánh, đây là khu biệt thự cao cấp dành cho giới thượng lưu ở Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà rộng 500m² của nữ diễn viên có thiết kế sang trọng, có cả sân vườn, hồ cá để tạo không gian yên bình, trong lành. Trương Ngọc Ánh cũng từng là chủ sở hữu căn penthouse siêu đắt đỏ rộng 240m² với giá trị hơn 1 triệu USD, khoảng hơn 23 tỷ đồng. Nhiều năm nay, Trương Ngọc Ánh di chuyển bằng chiếc xe xế hộp có giá trị 3 tỷ đồng. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.